với tầm phân khúc giá là 20 triệu đồng liệu chúng ta có thể mua được ghế massage nội địa nhật hay không và chúng ta sẽ mua được chiếc ghế như thế nào chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của ngọc gia ban trong video ngày hôm nay thì ngọc gia ban sẽ giới thiệu cho các bạn một cái chiếc ghế đến từ thị trường nội địa nhật thuộc tầm phân khúc giá là 20 triệu đồng và cũng như là giới thiệu cho các bạn từ về phần ngoại hình động cơ của chiếc ghế để chúng ta có thể tham khảo và lựa chọn liệu là với tầm 20 triệu nó có xứng đáng hay không và nó có phù hợp hay không? thì đầu tiên đối với dòng Furidoki nó sẽ được chia ra làm 3 dòng chính, dòng AS là bản thường, dòng SKS là bản nâng cấp cao cấp nhất ở trong cái thương hiệu này và cũng như là một số cái dòng cái bản khác nó là những cái bản nó có cái sự cải tiến cao cấp hơn một chút so với cái bản AS thôi. thì đầu tiên chúng ta sẽ cùng đi về với ngoại hình và ngôn ngữ thiết kế của cái chiếc ghế SKS 2550 thì bảng điều khiển của nó được thiết kế với cái hình thức là các phím cơ ở bên dưới ờ, từ các nút điều chỉnh được nâng uh, hạ phần chân ghế nâng hạ phần nâng ghế cho tới là các cái bài hệ thống tự động toàn thân uh, bài đánh tự động về vùng túi khí uh, bài đánh tự động về phần cơ thì với cái màn hình hiển thị của nó nó sẽ đầy đủ các cái bài ở trên này và với cái chiếc ghế này thì bảng điều khiển chúng ta còn có thể lưu lại bài nhé và với số lượng bài đánh của nó cực kỳ nhiều khoảng tầm là trên 20 bài từ các bài đánh tự động toàn thân này, các bài đánh tự động về vùng cơ này, bài đánh 3D này, các bài đánh kéo giãn này rất là đầy đủ và rất là nhiều. Thì với chiếc ghế SKS 2550 thì chúng ta sẽ cùng đi vào với cái bài toàn thân của nó. Thì đây là một trong những cái bài tự động toàn thân khi mà chúng ta bật lên thì cái chiếc ghế nó sẽ đo cái chiều dài cột sống và cũng như là tìm các cái vị trí huyệt đạo để con năn nó sẽ được đi đúng hơn. Thì sau khi mà cái chiếc ghế nó đo xong nó sẽ hiển thị cho các bạn về cái hình dáng cột sống mà nó đo được cũng như là hỏi lại một lần nữa liệu là cái con năn nó đã tì tới cái điểm vai hay chưa và sau khi mà nó đo xong thì như như các bạn có thể thấy đây thì nó sẽ hiển thị được cái hình dáng cột sống mà nó đo cho ngọc giao ban và bên cạnh những cái chiếc điều khiển như thế này thì nó sẽ không có nhiều tính năng như là điều khiển bằng giọng nói, ano ghế hay là gọi ghế mà những chiếc ghế massage nội địa Nhật thì cho dù là những phiên bản cao hay là những phiên bản thấp thì chúng ta sẽ điều khiển bằng phím cơ hoặc là cao hơn một chút thì chúng ta sẽ điều khiển bằng cái phím cảm ứng mà thôi ngoài ra thì chúng ta có thể là điều chỉnh được đó chính là về cái phần lực của túi khí thì với phần lực của túi khí dòng Fury nó sẽ có là 5 nấc chúng ta có thể là tùy lựa chọn hay là chúng ta có thể lựa chọn về vùng bài đánh cơ lực nhẹ nhất là lực 1 và lực mạnh nhất là lực 7 cho những người là ưa những cái lực nào thì chúng ta sẽ lựa chọn những cái lực như vậy và với thời gian thì cũng nhiều khách hàng hỏi Ngọc Giao Ban rằng là ghế nhật thì có điều chỉnh được thời gian hay không Thì cơ bản là nó sẽ không điều chỉnh được thời gian Đặc biệt là những cái chiếc ghế với cái tầm phân khúc giá như, như thế này Bởi vì tiền nào thì của đấy Nhưng mà liệu nó có phải là một cái sự thiệt thòi hay không Thì với cái thời gian 15 phút nó là những cái bài tập mà các kỹ sư người Nhật họ đã tích hợp một cái cách rất là bài bản từ bên trong những cái chiếc ghế như thế này Thì với thời lượng là 15 phút là một cái lượng thời gian bài đánh mà họ đã nghiên cứu rất là sâu Phù hợp cho chúng ta kể cả là mát xa thư giãn chuyên sâu Hay là những lúc mệt mỏi hay là những lúc chúng ta bình thường và không căng thẳng Thì những chiếc ghế này nó đều hoàn toàn là phù hợp Tiếp theo thì chúng ta sẽ đi sang tới phần động cơ Thì với động cơ của chiếc ghế SKS2550 ngày hôm nay Nó sẽ vận hành bằng cơ chế là con ăn 3D từ di chuyển bằng các bánh răng kết hợp với các bộ dây cura, bộ motor Thì cái chiếc ghế nó sẽ điều khiển một cách rất là trơn tru và nhịp nhàng Từ về điều khiển cho chúng ta làm sao để con năn nó phối hợp từ các cái bộ phận Đây như các bạn có thể thấy này Với các động tác nhào này, các động tác đấm, các động tác dây Rất là uyển chuyển và cũng như là nó phối hợp nhịp nhàng làm sao Để cho cái con năn nó đi sâu vào những cái vị trí huyệt đạo mà chúng ta mong muốn Hay là chúng ta đau ở phần nào thì có thể lựa chọn các cái bài vùng ở phần đấy nếu như mà chúng ta thích bài vùng ở phần cơ thì có thể lựa chọn là các bài đánh như là bài đánh về cổ này, Bài đánh về vai này, bài đánh về thắt lưng này. Chúng ta có thể là tùy thích lựa chọn. Đây, ví dụ như là chúng ta muốn chuyên sâu về phần cổ với các cái động tác bóp nhẹ nhàng như thế này thì đều có thể là điều chỉnh được ở trên cái bảng điều khiển với cái nhu cầu và mục đích mà chúng ta mong muốn. Thì với cái bộ động cơ như thế này là một con ghế được sản xuất cách đây à, gần 20 năm. Đây, như chúng ta có thể thấy là trên dây của nó nhá. Trên dây của nó thì nó sẽ hiển thị là năm 2008. Tức là cái chiếc ghế này nó gần đây 20 năm nhưng mà về bộ động cơ của nó thì cơ bản là hoàn toàn còn rất là mới và các cái chất liệu cấu thành nên nó thì nó sẽ được làm bằng một là các khung này các khung là cơ bản là bằng kim loại này được phun sơn tĩnh điện và các cái hệ thống motor của nó thì được hoạt động theo cái hệ chổi than và các con năn thì sẽ được làm bằng chất liệu silicon và hoàn toàn những mẫu ghế nhật cho dù là đời cao hay là đời thấp nó đều được làm bằng chất liệu silicon hoàn toàn chúng ta có thể yên tâm và đặc biệt thì đây là những cái bộ dây Cura để có thể là vận hành được một cái chiếc ghế à, Từ kết nối với đầu motor này cho tới là kết nối với cả cái bánh răng Để vận hành cái con năn nó di chuyển được hệ thống 3D từ vào trong ra ngoài Cho tới là đi lên đi xuống sang trái sang phải Thì đấy là những cái công nghệ mà người Nhật họ cách đây là cần 20 năm họ đã đều có thể làm được Và một cái chi tiết nhỏ nữa tức là họ có thể là làm thêm những cái bánh xe như thế này thì với những cái bánh xe như thế này thì chúng ta đều có thể dễ dàng di chuyển ở trong một cái mặt phẳng ở trong nhà. Ví dụ như là, là mọi người có thể là thích đặt ở chỗ này hay là thích di chuyển ở chỗ kia thì hoàn toàn rất là phù hợp và dễ dàng. Thì đấy là về phần động cơ, còn về phần ngoại hình thì đối với một chiếc ghế 20 triệu thì nó sẽ không bắt mắt về cái phần ngoại hình, đặc biệt là nói chung với cái dòng ghế massage nội địa Nhật. Và cũng như là với cái tầm tài chính như vậy thì chúng ta sẽ lựa chọn được những cái chiếc ghế như thế này. Thì về ngoại hình khá là phù hợp với những lớp da thì qua quá trình 20 năm hay là những cái lớp nỉ như thế này nó còn hoàn toàn là nguyên bản đặc biệt là ở bên trong cái lớp nỉ như thế này nhá Đây này đây là lớp nỉ nó thường xuyên nó cọ sát và nó uh, tiếp xúc với cả cái con ăn nhưng lớp nỉ này thì nói là nó mới nguyên bản thì hầu như là cũng không có bởi vì là nó, nó còn qua cái quá trình tiếp xúc như vậy là nó đều bị uh, bị bị uh, bị có các cái đường viền rồi đây như các bạn có thể thấy này nó đều sùi uh, lên một uh, số cái nắp chỉ Nó nó bị uh, bung lên một số nắp chỉ Nhưng cơ bản là những cái nắp lớp, nỉ lớp như thế này Nó rất là bền và nó rất là chắc chắn Tiếp xúc với cái con năn của chúng ta để hoạt động và massage Nếu như mà các bạn mà muốn nực nhẹ hơn Thì chúng ta có thể là giải thêm cái tấm nốt phần da như thế này Và cái công việc vệ sinh thì nó sẽ rất là đơn giản Và với một chiếc ghế là 20 triệu đồng Thì chúng ta cơ bản sẽ nhận lại được những cái tính năng Từ con năn hoạt động bằng cơ chế 3D hay là phần nưng của chúng ta nhé phần nưng thì đều có thể ngả xuống này rồi là phần chân có thể nâng lên này phần chân có thể nâng lên này hay là đẩy ra này phần chân là vừa nâng lên này phần chân là vừa có thể duỗi ra này phù hợp với các chiều cao của nhiều nhiều người thì nếu như mà chúng ta muốn uh, lựa chọn là uh, chiếc ghế để hoạt động nằm nó cũng có thể làm được chúng ta có thể lựa chọn một cái chiếc ghế là chúng ta ngồi để massage đều cũng có thể lựa chọn được và đây là một chiếc ghế đến từ thị trường nội địa Nhật được sản xuất cách đây là gần 20 năm. Và nếu như mà các bạn có nhu cầu có thể liên hệ với Ngọc Gia Ban qua số điện thoại 097 494 55 55. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Nhớ để lại cho Ngọc Gia Ban một đăng ký kênh và cũng như là bật chuông thông báo để đón chờ những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.